Mở hàng chưa bác cả? À, thế là bán được 23 cây rồi. Úi giời, kinh quá nhỉ. Số lượng này 13 cây rồi. Thật 11 cây xanh, 2 cây mai là thật, 13 cây. Thật đấy chứ đùa đâu mà. Mai hồng ngọc. Hả? 4 cây rồi. Chỗ này là đẹp nhất chợ đấy. Mà đẹp ra nhất chợ mà bán chạy nhất chợ. Cả hoa hết. Đấy, cái chỗ như này đấy, chơi rất hay. Đấy. Mấy cái cây xanh này chơi khá là hay này. Đấy, bác có cái bệ hay. Nhưng với tội về ghép đá đi. Hoặc là thu lại. Rẻ lắm. Đây. Giờ này chơi hàng cao cấp quá nhỉ. Hồng Ngọc Mai. Cái năm này cái này bán điền đấy chứ. Đùa đâu. Buôn nó giá 9 rồi. Con đấy là bao tiền đấy? Giá 9.4. Phải mua được 800 rồi cả chậu. Đấy, nói cao lên người mua nó sướng. 900 người ta lại ngại rét. Đây mai Hồng Ngọc để 3 cây bán được 1 cây. Cái này đâu? Đấy, cái đấy thì chắc mấy trăm thôi đúng không? Hả? Gần triệu. 1 triệu à? Gần triệu. Hơn triệu. Gần triệu. À, gần triệu rồi. Được quá. Hay quá. Lúc hoa lúc như thế. Đúng rồi, đang mùa hoa đấy. Đang mùa đấy, hoa. Đấy, đấy. Đúng rồi, người đẹp chơi cả lan thế này. Hả? Người đẹp, một chỗ đẹp và chơi cả lan này. Rồi. Hôm nào nhất định ủng hộ bác. Giờ phải đi làm nhiều cái đẹp này. Nhiều lắm. Đi làm phóng, làm phóng sự được. Dạ. Đi về chơi. Chơi thôi ván gì. Đấy. Ôm đá này. Trung dâu cái ngồi đâu à. Lấy cái này mấy cây cũ này. Mấy cây cũ này. Đấy, hay đấy. Đọc cái này thôi. Rẻ. Cái nào cũng đang đi về chơi. Để đi vòng đã. Bỏ chẳng đấy. Ôi, Tùng là Tùng bé bé mà cũng đánh thân sạch sẽ phết rồi. Này chẳng biết bao kiểu. Tí ra, ta tí lên. Đó, như cái này thực tế mà nói về làm tiểu cảnh thì hay đấy. Tất nhiên chân bể nó không có nhưng mà cái dáng thế nó rất là vui. Để không bị đánh đâu. Đấy, thì các bác biết mình quay phim nên các bác trả ra báo giá đâu. Rồi trong ngày suốt ngày đi quay phim có chuyện mua đâu. Hoa đấy, cây này. Anh em đấy. Tí nữa lại sang cái khu vực kia tí. Thêm tí nữa anh em mới. Hay đấy, nhưng mà mỗi tội là chân là ong. Rồi, lên khu vực bắc cả này. Phải tí để còn chạy ra đằng kia. Khi mà các bác mang cây này về làm lên nó mới ra. Đấy. Đây rồi thì lo cái gì nữa. Quan trọng về làm cái sạch sẽ cái nhìn nó khác ngay. Con này nó không có trọng nhưng mà nó không vượt được. Quan trọng là nó đang rẻ. Có là đấy, nó rẻ. Rẻ rồi có bác về bác này. Gọi là bỏ đấy. Đấy, gọi là quên nó đi khoảng độ 3 năm. Quên này khoảng đôi năm thôi. Ừ. Nhà thì làm cái xong coi như quên đi đã. Trước anh bảo là nó già nó phải có thời gian nó mới già. Đấy, đúng rồi. Mình làm sao mình mua được cái già rồi bây giờ. Tuổi thì mình đấy. Không làm được. Ôi chỗ đấy. Đấy, một các bác ở phương xa đến về thực tế là ra đây mua thì cực kỳ rẻ rồi. Ủng hộ nhưng có điều mình có thích cái cốt nào hoặc là mình cảm thấy mình có ý tưởng gì với một cốt nào đấy ở đây thì quất về đục rẽ rồi thực hành. Đấy nó không có quá nhiều tiền, thậm chí chỉ vài trăm, gần 1 triệu một cái cốt kia thôi. Chứ bây giờ lên mạng mua làm sao được. Đấy, tất nhiên thì không phải là cái đồ em hướng tới bây giờ cho nên là khó.
chứ con xanh quê đằng kia thì dài. Thôi được, để em ghép dạng này. Dạng cục kịch này. Nè, vâng. Hôm nay có mang hàng nào khủng khủng đi không? Có, để bên kia. À, đây. Vậy phải có các bác mang mấy cái khủng khủng đi đây thì mới vui. Rồi, bây giờ ra khu vực cuối chợ. Đầu chợ thì đúng rồi. Ra chỗ đối nhạn tí. Gạo, lấy cái gạo đi rồi. Đấy, ngũ sắc đẹp quá. Hoa đẹp, thơm. Đây, may mắc ít thôi bố. Xanh nha. Tại vì cái cây leo này là cũng đẹp là bạn nó phải chỉ để hồng, hoa hồng. Sâu thì anh xử lý dễ. Mùa này thì anh cho hồng nó bao tiền nữa ạ? Cây xanh quá. Cây này bao tiền? Cổng đẹp quá. Có cổng này đẹp quá nhỉ. Mua mỗi cổng thôi cũng được. Nhiều phòng rồi. Con cổng ấy là bao tiền đấy bố? 2 triệu. À cái này cho xe thoải mái. Ốm quá, linh xàm lúa tinh. Lúa dã man luôn. Ngọc Mai. À, con ruồi này hay quá. Ra em nghe. Alo. Alo alo. Vâng vâng vâng. Ruồi. Lại phải chạy đi rồi. Chạy đi rồi. Thiên Tuế này. Một vòng chợ. Bạn nhớ chuộng ngủ say ghê. Đây, đang thích cái cây này nhưng mà về thì phải đập đi làm lại, đập đi đá lại làm lại. Vào lấy cái chậu, vào lấy cái chậu.